Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 9 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho các em ở phần trắc nghiệm của bài 1, bài 2 cũng như là bài số 3 phần tự luận ở chương 8 rồi đúng không? Phần bài tập của chương 8. Trong clip hôm nay thầy sẽ quay cho em 4 bài tự luận còn lại từ bài số 4 cho tới bài số 7 nha. Ta sẽ đi sang bài số 4 nè. Bạn Trang chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên có 3 chữ số. Một số tự nhiên có 3 chữ số thì thường nó sẽ ký hiệu là dạng tổng quát, là ABC. Câu A, xác định không gian mẫu của phép thử. Đúng không? Như vậy 3 chữ số thì chắc chắn là số đầu tiên của chúng ta, cái không gian mẫu chúng ta, cái số đầu tiên, cái chữ số A này chắc chắn là khác chữ số gì? Khác chữ số 0 thì nó sẽ là số 1, thì BC này phải là 2 chữ số 0. Thì cái chữ số mà nhỏ nhất của 3 chữ số là 100 và lớn nhất sẽ là bao nhiêu em? 990 19, đúng chưa? Như vậy không gian mẫu của nó, cái số phần tử của không gian mẫu là bằng bao nhiêu thì thầy chỉ này. Cái này bạn nào không nhớ thì vào chương trình toán học lớp 6 ở cái phần mà số phần tử của một tập hợp á, thì để tính cái này á thì chúng ta lấy số cuối nè. Chúng ta lấy số cuối nè. À, cái số cuối này trừ cho số đầu và cộng cho một đơn vị. Tại vì đây là những số tự nhiên liên tiếp. À, tại vì khoảng cách, ví dụ ở đây là 100 thì nó sẽ tới là 101, có đúng không? 101 thì hai số này khoảng cách là một đơn vị, thì đáng lẽ chỗ này chúng ta sẽ chia là một đơn vị này. Ví dụ như là các chữ số chẵn này, số lẻ ví dụ 100 102 104 thì nó cách hai đơn vị, thì chỗ này chúng ta sẽ chia cho hai đơn vị. Nhưng ở đây nó chỉ cách có một đơn vị nên chỗ đây chúng ta chia một, nên chúng ta ngầm hiểu chúng ta không chia này. Như vậy ở đây nó sẽ là bằng bao nhiêu? Bằng 900 này, có đúng chưa? Như vậy số phần tử của không gian mẫu sẽ bằng là 900 này. Ok. Câu B, xác định tập hợp các kết quả thuận lợi cho các biến cố sau và tính xác suất của mỗi biến cố đó. Biến cố A này, số được chọn là lập phương của một số tự nhiên. Lập phương, cái từ lập phương nghĩa là mũ mấy? Lập phương là mũ 3, em hiểu không? Lập phương là mũ 3, lập phương mũ 3. Ví dụ như chúng ta thấy là, ví dụ như là một lập phương thì bằng 1, 2 lập phương là bằng 8, 3 lập phương bằng 27, 4 lập phương bằng 64. Nhưng mà từ 1 lập phương cho tới 4 lập phương thì không thể nào mà nó nằm ở trong cái dãy số này được. Thì chắc chắn nó phải là từ gì? Từ 5 mũ 3 là bằng 125, đúng không? 6 mũ 3. Cứ như vậy chúng ta tính lên, chúng ta chỉ có cách tính thuận như này thôi để chúng ta ra được cái kết quả chỗ đây, để chúng ta lấy 6 mũ 3, 7 mũ 3, 8 mũ 3. Nếu bạn nào nhẩm được thì nhẩm được thôi, thì chúng ta dùng máy tính ta bấm, em hiểu không? 9 mũ 3, 10 mũ 3 là bằng 1000 thì mình loại rồi. Chứng tỏ nó chỉ có 1, 2, 3, 4, 5 đáp án này thôi. Thì 5 mũ 3 bằng 125, 6 mũ 3 bằng bao nhiêu em? 216 đúng không? 7 mũ 3 là bằng 343, 8 mũ 3 là bằng 512, 9 mũ 3 là bằng 729. Còn các bạn không biết thì chúng ta dùng máy tính vào túi chúng ta bấm. Thì số kết quả thuận lợi đây là 1, 2, 3, 4, 5. Như vậy số phần tử của A là 5 kết quả. Như vậy thì xác suất của biến cố A của chúng ta là bằng 5 phần 900. Thì đây chia 5, đây chia 5 là bằng 1 phần 180. Xong. Được chưa? Tiếp tục. B, số được chọn nhỏ hơn 500. Nhỏ hơn 500 thì chứng tỏ B này nó sẽ, những cái số nào thuận lợi mà nhỏ hơn 500 là 100, 101, cho tới cái số nào 499. Có đúng chưa? Thì bây giờ chúng ta tính số phần tử này thôi. Để tính số phần tử này, chúng ta lấy 499, chúng ta trừ đi cho 100 và cộng cho một đơn vị. 499 cộng 1 là 500, 500 trừ cho 100 là bằng 400. Như vậy thì cái số kết quả thuận lợi cho cái biến cố B xảy ra là bằng 400 số. Thì xác suất của B sẽ bằng là 400 chia cho cái không gian mẫu chúng ta là bao nhiêu? Không gian mẫu chúng ta là 900. Như vậy nên chúng ta rút gọn hai chữ số 0 là bằng 4 phần 9. Hiểu chưa? Nên là tùy theo cái đề bài, cái biến cố người ta yêu cầu để chúng ta làm cho nó chính xác. Vô gọi là, nếu mà nói về xác suất này thì nó game vô vàn câu hỏi để có thể đặt ra gọi là biến cố. Ví dụ người ta nói là số lấy ra có thể gọi là gì, là những số lẻ, số chẵn, hợp số, số nguyên tố, số chia hết cho 5, số chia hết cho 9, số chia hết cho 3. Trời ơi, muôn vàn cái để người ta hỏi nghe.
nó là người ta hỏi cái gì thì chúng ta trả lời cái đó thôi. Chứ giờ cái phần xác suất này là đòi hỏi cái sự thông minh của chúng ta lắm nha. Rồi anh em, câu A và câu B nằm gọn trong màn hình nha. Được chưa? Rồi, ta sẽ đi sang phần tiếp theo. Được chưa nào? Ta sẽ đi sang ở câu số 5 nha. Câu số 5, chờ thì lấy tờ giấy để thầy làm trực tiếp trên tờ giấy để phân tích các kiểu. Ta hỏi này, gieo hai con xúc xắc cân đối đồng chất à, tính xác suất mà biến cố sau. Hai con thì nhớ cái không gian mẫu, cái số phân tử không gian mẫu, nhớ hai con thì một con là 6 mặt, hai con là 6 x 6 là bằng 36 phân tử này. Cái biến cố A này tích, tích là phép gì? Tích là phép nhân số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 2 a à, bằng 12. Bằng 12 thì có những cặp nào ta? 2 6 quyết ngược trở lại là 62 một cặp, 3 4 quyết ngược trở lại là 43. 2 x 6 bằng 12, 6 x 2 bằng 12, 3 4 43. Bốn kết quả như vậy thì n của A này là bằng 4. Suy ra xác suất của biến cố A này sẽ bằng mấy? 4 phần 36 ta chia 2 đi, chia 2 thì à, chia 4 luôn là bằng 1 phần 9 à, câu A. Xác suất biến cố A, biến cố B này tổng, tổng là phép gì? Tổng là phép phép cộng à, số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc là bằng 8. Bằng 8 thì người ta thấy những cặp gì nè à, tổng đúng không? Ví dụ như là 26, 2 cộng 6 bằng 8 thì quay ngược trở lại là 62. Tiếp tục 3 5 5 3. Còn cặp nào nữa? Còn có một cặp nữa. Đố em cặp nào? Đó chính là hai số giống nhau, đó chính là cặp 44. Tại vì thằng này không đảo được. Nếu đảo thì nó không nghi nhắm, thì chứng tỏ thì có hai thằng này đảo này, hai này đảo. Còn thằng này không đảo thì chứng tỏ nó có mấy kết quả? À, N của B này chỉ có 5 kết quả. 26 62 35 53 44. Ok. Như vậy xác suất của biến cố B của chúng ta sẽ bằng là 5 phần 36. Em hiểu không? Ok chưa? 5 phần 36 nha. Rồi, vậy thôi. Ở cái bài số 5 nghe. Rồi, như vậy ngay chỗ đây chúng ta ghi là do đó B của B sẽ bằng NB chia N của không gian mẫu sẽ bằng là 5 phần 36. Cái này không rút gọn được em, không rút gọn được để đó, chứ không phải ráng để mà rút gọn đâu nha. Em hiểu không? Rồi ok, chúng ta sẽ đi xem ở cái bài tiếp theo. Ta xem bài số 6 nha. Một hộp có chứa 5 tấm thẻ cùng loại, lần lượt đánh các số là đây là gì nè? Một hộp 1, 4, 9, 10 với lại là 16. Lấy ra ngẫu nhiên đồng thời 2 tấm thẻ. Đồng thời nè. Đồng thời nó khác với lần lượt nha. Đồng thời nghĩa bây giờ chúng ta đưa cái tay vô làm ta lấy ra 2 tấm thẻ. Chứ còn lần lượt là khác. Lần lượt nghĩa lấy tấm thẻ thứ nhất, sau đó lấy tấm thẻ thứ hai thì nó lại khác nữa. Các hiểu chưa? Đó, đồng thời lấy ra hai tấm thẻ, xác định không gian mẫu và số kết quả có thể xảy ra của phép thử. Như vậy thì cái bây giờ này, chúng ta sẽ cho số 1 chúng ta lấy trước thì nó sẽ kết hợp với 4 số còn lại, 4, 9, 10 với 16 thì đây có mấy kết quả? 4 kết quả này. Là số 1 nghĩa là 1, 4, 1, 9, 1, 10, 1, 16. Có hiểu không? Tiếp tục, số 1 ra rồi thì thôi, chúng ta tiếp tục tới số 4. 4 này chúng ta sẽ kết hợp với gì? À, 9, 10 và 16 thì có mấy kết quả? 4, 9, 4, 10, 4, 16 là có 3 kết quả. Sau đó tới số 9 kết hợp với 2 số 10 với 16 thì có mấy kết quả? Có 2 kết quả. Có đúng không? Tiếp tục số 10 kết hợp với số 16 là có 1 kết quả. Chúng ta cộng lại
4 cộng 3 là 7, 9, 10 cái quả. Như vậy cái không gian mẫu chúng ta sẽ có 10 cái quả nhé. Thầy đọc lại này, các cặp này, để cho chúng ta khỏi bị nhầm mà bị sót á, thì chỉ có vẽ cái sơ đồ này chúng ta dễ hiểu nhất này. Cặp thứ nhất là 14, 19, 10, 16. Tiếp theo là 49, 40, 46. Tiếp theo là 9, 10, 9, 16 và tiếp theo là 10, 10, 16. Như vậy cứ thằng này là có 4 kết quả, 3 kết quả, 2 kết quả và 1 kết quả thì cộng lại là 10. Nhưng mà cái không gian mẫu omega chúng ta đây chính là bằng 10. Được chưa? Tiếp câu B này, người ta yêu cầu các em tính xác suất biến cố sau. Tích là phép gì? Tích là phép nhân. Các số ghi trên hai tấm thẻ chia hết cho 5. Nhớ này, để mà theo dấu hiệu chia cho 5 á thì nó phải tận cùng, nó phải là tận cùng, nó phải là chữ số gì? Tại vì chương trình lớp 6 đã được học rồi. Những số mà chia hết cho 5 là những số đó có chữ số tận cùng. Chữ số tận cùng là 0 hoặc là số 5. Một trong hai này. Có đúng chưa? Như vậy thì nó chỉ có thể là gì em? Bây giờ chúng ta liệt kê ra những số nào 1, 4 không được rồi. Tích là phép nhân đúng không? Tức là phép nhân như 1, 9 cũng được là 1, 10. 1 nhân 10 được này, 1 cặp này. 1, 10. Thế đúng không? 1, 16 cũng không được. 4, 9 cũng được, 4, 10. 4, 10. Đúng không? 4, 16 cũng không được. 9, 10. Với lại là gì? 10, 16. Có 4 kết quả sẽ chia hết cho 5. Như vậy thì n của A là bằng 4 kết quả, suy ra xác suất của A sẽ bằng là 4 phần 10. Ở đây chia 2, 2 là bằng 2 phần 5. Các em hiểu không? Bằng 10 phần 5. Tiếp tục. Tổng là cái gì? Tổng là phép cộng. Các số ghi trên hai tấm thẻ lớn hơn 14. Lớn hơn 14 nha. Thì 14 không được rồi, 19 không được, 10 cũng được, chỉ có 116. 49 cũng được. Lớn hơn 14 này thì 4 cộng 10 cũng không được, nó phải là 416. 9 10 9 16 và 10 16. 1 2 3 4 5. Ở đây có 5 kết quả. Như vậy xác suất của biến cố B sẽ bằng là 5 phần 10. 5 phần 10 thì kết xác suất của nó là bằng 1 phần 2. Đó, vậy đó. Hiểu chưa? Ok. Quá chuẩn không ha? Được chưa nào? Rõ chưa? Được nha. Cái chỗ này là xác suất của biến cố B á, sẽ bằng là 5 phần 10 nè, là bằng 1 phần 2, nghĩa là bằng 0,5 nha. Rồi, chúng ta sẽ đi sang bài số 7 nha. Một chiếc hộp chứa một tấm thẻ xanh, một tấm thẻ vàng, một tấm thẻ màu hồng. Đây, một cái ở đây là, ở đây là màu xanh, ở đây là màu vàng và đây là màu hồng, ký hiệu chữ H nha. Như vậy thì bạn Hương lần lượt lấy ra ngẫu nhiên từng tấm thẻ trong hộp cho đến khi hộp hết thẻ. Từng tấm thẻ xác định không gian mẫu. Không gian mẫu chúng ta ở đây có khả năng, những khả năng xảy ra nè. Ví dụ xanh đứng trước đây, xanh đứng trước thì khi đó vàng với hồng sẽ đổi chỗ, chúng ta sẽ được là hai kết quả. Đây vàng thì đây vàng đây sau, tương tự như vậy. Bây giờ vàng đứng trước thì xanh đứng sau, hồng ra đây, tiếp tục lại vàng đứng trước thì hai này đổi chỗ, hồng xanh. Tiếp tục, bây giờ vàng không đứng trước mà hồng đứng trước thì khi đó vàng với xanh đổi chỗ, ta có hai kết quả nữa. Như vậy đây hồng, ở đây xanh, đây vàng. Như vậy tổng cộng có mấy kết quả? Như vậy n của không gian mẫu đây sẽ bằng là 6 kết quả. Đúng chưa?
A này, tấm thẻ màu hồng được lấy ra đầu tiên. Màu hồng lấy ra đầu tiên thì chứng tỏ đứng ra đầu tiên thì có hai kết quả này. Đây. Đây này. Thấy chưa? Như vậy xác n của A này là bằng 2. Nên xác suất của BA ta là bằng 2 phần 6 là bằng 1 phần 3. Đấy. A ở đây thì hồng đầu tiên thì khi đó vàng với xanh nó sẽ đổi chỗ với nhau thôi. Cho hồng cứ đứng đầu tiên, xanh vàng. B, tấm thẻ màu xanh được lấy ra trước tấm thẻ màu vàng. Xanh lấy ra trước màu vàng, một kết quả này xanh vàng này. Xanh vàng này. Xanh vàng có 3 này, 1 2 3. Như vậy thì nó sẽ là xanh vàng hồng. Rồi, xanh hồng vàng và hồng xanh vàng đúng không? Hồng xanh vàng có 3 kết quả. Có 3 kết quả, N của B này thì sẽ có 3 kết quả nên suy ra xác suất của B sẽ bằng 3 phần, 3 phần 6 là bằng 1 phần 2. Tương tự như vậy, tấm thẻ lấy ra cuối cùng không có màu xanh. Không có màu xanh nghĩa là nó có thể là có màu vàng hoặc là màu hồng. Như vậy anh nào mà có màu xanh ở tấm thẻ cuối cùng là người ta bỏ. Như vậy anh này có tấm thẻ màu xanh ta loại đi, gạch bỏ này. Anh này có tấm thẻ màu xanh cuối cùng ta bỏ đi thì chứng tỏ nó còn lại là 1, 2, 3, 4. Miễn sao hồng với vàng đứng cuối là được. Chúng ta có một mấy kết quả, 1, 2, 3, 4 kết quả. Như vậy chúng ta NC này sẽ là có 4 kết quả nên suy ra xác suất của biến cô C này sẽ bằng 4 phần 6. 4 phần 6 này sẽ bằng là 2 phần 2 phần 3. Có hiểu chưa? Đó. Ok nha. Các em có hiểu không nào? Quá dễ hiểu đó. Rồi thầy làm rất là chi tiết ở đây rồi. Các cái biến cố của nó xảy ra thầy đã liệt kê ở đây. Cái C là đây nha. Cái C là 1 2 3 4 C này, đó. Xác suất ở đây tính ra luôn này. Đây nha. Ở đây thì thầy cũng đã làm không nhân mẫu này. N không nhân mẫu bằng 6 này. N của A là 2, B là 3, C 4 thì A đây thầy có liệt kê đây nha các em nha. A có liệt kê đây nha, 1 2 kết quả thuận lợi này. Của B có 3 kết quả thuận lợi này. Của C đây có 4 kết quả thuận lợi này. Để cho chúng ta thấy. Được chưa? Sau đó chúng ta tính xác suất ra. Tại sao? Được không em? Như vậy clip hôm nay tới đây là kết thúc em nha. Trong clip tiếp theo thầy sẽ quay tiếp cho em ở cái chương tiếp theo. Chúc em học tốt, bye bye. Ok. Rồi, xin chào các em. Các em ủng hộ cái kênh thầy Quang cho thầy nha. Và đây là cái clip nấu ăn của cô Hòa. Đó, ok. Ok. Hòa Lan đẹp các em. Đấy, đẹp luôn. Chào.